cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Kính chào.
chào đại chúng và mời niệm Phật. Who made two fundamental teacher, Sakya Muni Buddha. Who made two fundamental teacher, Sakya Muni Buddha. Who made two fundamental teacher, Sakya Muni Buddha. À, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp phần nói về tri kiến Phật. Today we will continue to learn more about Buddha knowledge. Chúng ta hiểu thêm nội dung hôm nay. Cái tri kiến Phật đó được tượng trưng bằng tháp Đa Bảo. And today we will learn more that the Buddha knowledge is symbolized by the Buddha abundant treasure. Đặc tính của tháp Đa Bảo này là phải lơ lửng từ dưới đất vọt lên nhưng mà trụ giữa hư không. Đó là đặc tính. The essential characteristic of the Buddha abundant treasure stupa is that it's from underground, but it abodes in mid-air. That is a special characteristic. Và để hiểu sâu về tri kiến Phật được tượng trưng bằng hạt minh châu. And we're going to learn more about Buddha knowledge symbolized by the wish fulfilling jewel. Và viên minh châu này sẽ được nhà vua tặng cho vị tướng nào tài giỏi nhất. And this jewel, this treasure will be awarded by the king to the general with the most talent. Và tài giỏi là skills. Tài giỏi là thế nào? Tài giỏi có nghĩa là đi dẹp giặc, phải thắng trận. And what is this special skill? What is this special talent? It means that it is a talent to win over fighting against opponents, against enemies. Và chúng ta cũng tự thắc mắc không biết mình có khi nào cũng được tặng hạt minh châu đó không? Mình có thể nhận được không? Chúng tôi xin trả lời được, nếu mình là vị tướng tài thắng trận chứ không phải là kẻ bại trận thì sẽ được tặng viên minh châu. And we should know that are we going to receive this wish fulfilling jewel? Yes, we will have this chance if we are the victor. If we win the war, we win the fighting, and then we will receive this wish fulfilling gem. Bây giờ xin mời sorry là chúng ta sẽ đọc lên một đoạn cho nó dễ hiểu. Trong Hội Pháp Hoa, trang 208, và bên tiếng Anh, trên đó một ít. Khi buổi đầu giờ, quý vị đọc trang mấy tiếng Anh? 82, về trên đó một chút thôi. So we will learn more about this jewel by reading some paragraphs from the book, and we will look at page 82. Rồi, mời quý vị đọc tiếng Anh. In this sutra, the most famous chapter that focuses on the owner is
beholding the priest's stupa. In the Lotus Sutra assembly, when the bodhisattvas and the assembly were listening to the sermon, suddenly a stupa of seven priestess jewels sprang up from earth and abode in the air. From the stupa, the Buddha abundant treasures spoke words of praise to Sakyamuni. That Buddha had vowed that he would join any assembly that expands the teaching of the Lotus Sutra. If we did not comprehend the true meaning of the sutra, we would find that this story was too mysterious, too superficial. How could a stupa exist from the under earth? And the Buddha abundant treasures had passed away eons ago, yet now he appeared to praise Sakyamuni. Where can we find the Buddha knowledge? Thank you. Đây là đoạn ôn bài để chúng ta có thể hiểu được rõ bài học hôm nay. So in order to understand better the lessons that we will expound today, we will read this paragraph and understand deeply into the meaning of this paragraph. Để hiểu về ông chủ, tức là tri kiến Phật của mỗi người, thì trong phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa có trình bày vấn đề này. So in order to understand more on the concept of owner, the owner, which is our Buddha knowledge, we will understand, we will learn more about the Lotus Sutra, because it will deal with the meaning of the owner, the Buddha treasure, the Buddha knowledge. Chúng ta nên hiểu cái đại ý chính của phẩm Hiện Bảo Tháp là nói về tri kiến Phật của mỗi người. And the essence of this chapter in the Lotus Sutra is about the Buddha knowledge within each one of us. Trong hội Pháp Hoa, khi các Bồ Tát và Thánh chúng đang nghe kinh, thì bất thần có một cái tháp báu từ dưới đất vọt lên và trụ giữa hư không. So in the Lotus Sutra assembly, there was a story of the stupa which was from the underground but sprung up from there and abode in mid-air. Thì cái tháp này, trong tháp vang lên tiếng nói của Phật Đa Bảo, chính là Phật Đa Bảo ở trong cái tháp. And within the stupa, there resounded a sound. The sound is from the Buddha abundant treasure, who abode within the stupa. Đức Phật Đa Bảo khen Đức Phật Thích Ca có thể ngay cõi ta bà này mà có thể giáo hóa được chúng sanh, nhận được chân tâm Phật tánh của mỗi người. The Buddha abundant treasures praised the Sakyamuni Buddha, and you know, if we understand all of this, we will recognize our true Buddha nature within each one of us. Đức Đa Bảo có một cái lời nguyện từ xưa là hội nào, pháp hội nào giảng kinh Pháp Hoa nói về tri kiến Phật, để dạy cho chúng sanh hiểu thế nào là tri kiến Phật, chỉ cho chúng sanh biết tri kiến Phật là gì, tức là bốn giai đoạn: khai là giảng dạy, thị là chỉ, rồi người nghe sẽ ngộ, và nhập là có thể sống được. Nếu nơi nào làm được bốn điều này
thì Phật đã bảo nguyện sẽ đến để mà tán thán, để mà hộ trì cho pháp hội. The Buddha abundant treasures had a vow that he would come and attend to any assembly where the Lotus Sutra is expounded. And there would be four stages. First, explanation. Secondly, showing. The third, we listen in order to realize. And last of all, we receive and we live with the Buddha nature that we learn from these assemblies. And he would be there in order to help us so that we would be truly conversant in this Buddha knowledge and live with it efficiently in order to find happiness. Hôm nay chúng ta học lại kỹ đoạn này để nhớ rằng dưới đất mà vọt lên một tháp bằng bảy báo là chỉ cho ngay cái thân bằng tứ đại này của chúng ta. Nếu chúng ta biết cách dụng công, biết cách điều tâm, thì cũng có tháp bảy báo xuất hiện. And this, from what we learn from here, we must realize that, we must remember that the stupa is symbolized by the seven jewels. And these seven jewels, we can learn to recognize and we live with these seven layer, which symbolizes the four element body. And in that case, we will be able to live with this stupa, and the stupa will appear whenever we can recognize true Buddha nature, true Buddha knowledge. Khi từ dưới đất vọt lên một cái tháp, và cái tháp này sẽ lơ lửng giữa hư không, để tượng trưng cho cái gì? So when the stupa sprung up from underground and stayed in mid-air, hanging in empty space, what does it symbolize? Xin mời quý vị đọc đoạn kế tiếp sẽ hiểu được ý nghĩa này. Let us read the next paragraph and we will learn the meaning of this matter. Let me analyze point by point to help you understand the significant teaching of the Lotus Sutra. Do you remember the paragraph that highlighted the saying, entering the Buddha's home, clad in Buddha's robe, and sitting in Buddha's throne? The Buddha's house represents the greatest compassion. The Buddha's robe represents humility and patience. The Buddha's throne indicates that the nature of all dharmas is empty. So the rising stupa from nowhere and floating in the sky proves that all dharmas are empty. As it has detached itself from the six sense objects, we can realize our own root, our Buddha knowledge, or Buddha abundant treasures. The Buddha abundant treasures stands for our Dharma body. The stupa built of seven jewels does not mean gold, silver, lapis lazuli, crystal, agate, red pearl, and carnelian. They stand for the seven greatest elements, earth, water, air, fire, space, seeing, and consciousness. As long as we live in delusion, they are the seven great elements. When we get enlightenment, they become the seven jewels. Thank you. Chúng ta nhớ
có ba điều kiện để mà chúng ta nhận được tri kiến Phật. We must remember that there are three conditions in order to recognize Buddha knowledge. Thứ nhất là chúng ta phải vào nhà Như Lai. Thứ hai là phải mặc áo Như Lai. Và thứ ba chúng ta phải ngồi tòa Như Lai. Đây là ba điều kiện có thể nhận được tri kiến Phật. So these are the three conditions where we can recognize the Buddha knowledge, and they are first entering the Buddha's home, secondly to be clad in Buddha's robe, and lastly sitting in Buddha's throne. Those are the three conditions. Nhà Như Lai là thế nào? Đó chính là phải có lòng từ bi. Từ bi có nghĩa là chúng ta rất an lạc, chứ chúng ta không có sân si. Khi sân si là không thể nhận được tri kiến Phật, không thể vào được nhà Như Lai. So what does it mean when we enter in the Buddha's home? Entering the Buddha's home actually means we must keep ourselves in the state of peace and tranquility. If we are subject, then there is no way we can enter the home of a Buddha. So we must remain peaceful, tranquil, without anger. Xin mời đại chúng tự quán chiếu lại chính mình. Khi nào mình có sân si? Khi nào? Xin mời phát biểu. So let us contemplate upon ourselves. Are we angry? Do we go through moments of anger? Please speak your opinion. Mô Phật, thưa Thầy, sân si xảy ra khi mình thấy những cái gì không hợp với ý của mình thì cái sân nó nổi lên. Trời, nhưng xin phát biểu một ý thôi. English, please. The hatred is a causing when we not pleased with what we expect for, of what we want for. Mời một vị khác nói cái kinh nghiệm của chính mình khi nào mình có sân. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con thấy con có sân khi con muốn làm cái điều gì đó mà con bị cản trở con, thì con thấy con nổi sân khi xưa đó, chứ bây giờ thì thôi, bây giờ được học thầy dạy kỹ rồi. English. Yeah. Dear Master, I see within myself before that any time that I want to do certain thing that I want to, but I've been stopped, prevent me. That's when I notice I get upset. But that's before. But now? And now I know I cannot get upset. Thưa đại chúng, tóm lại chỉ sân khi nào có ý mà không được như ý. Mà ý là gì? Mình nhìn cái ý của mình nữa, mình đánh giá cái ý đó có giá trị hay không, mà mình tôn thờ nó. Ý là vọng tưởng hay ý là chân lý? Xin những vị đã phát biểu xác định. Ý là vọng tưởng, là chấp ngã hay là chân lý của cuộc đời? Dạ bạch thầy, bản thân con thì con nhìn ra rồi. Ý đó là vọng tưởng chứ không là chấp ngã. Là chấp ngã. Theo ý của mình thôi. Dạ. Dạ. Mời English first. Dear Master. Yes. Cô Hằng Tâm dịch. Mời cô Hằng Tâm. Yeah. So first, let us think about our intention. Our intention when we want to do something very badly, that is our intention. Is our intention an illusion
or is it the truth of life? We must think about it. Actually, it is the ego of your ego. So our intention is only a part of our ego. Let us hear some more opinions. Từ Hoa Khai, please. Dạ mô Phật, thưa thầy, ý đó đúng là nó từ cái tâm mình khởi lên một cái ý niệm, và cái ý niệm đó nếu mà mình bám theo đó thì nó trở thành của mình, và khi mà cái việc nó không xảy ra như mình muốn thì mình bắt đầu mình giận lên, mình nổi sân lên. Hôm nay có như vậy không? Hôm nay có còn bị lầm như thế không? Con thấy con khôn hơn. Khôn hơn nhưng mà khôn, cũng có khôn đấy tức nhá. Là ngắn khôn hơn thôi. Có, ngắn vẫn hơn. Có, thưa thầy vẫn có. Khôn hơn có nghĩa là tiếng Việt mình gọi là mình nhìn một cách nhẹ nhàng hơn, mình phớt hơn. Nói ra là như vậy, chứ còn không hẳn là bỏ hết được. Nhưng mà từ từ con biết rằng dạ bỏ được. In English, please. Dear Master, that feel that exactly is just the thought coming out, and that thought push into the feeling. That feeling is arise strong when you see things doesn't happen as what you wish for, you want for. So nowadays, I have been practicing, and I could see that I changed some. Of course, not completely away, but I look at the things that are conflicting or something not like what I want in the more of the Maya feeling, very, very Maya. So just let it be. That's what I had now. Một câu hỏi cuối trong cái phần tự bi và sân si này. Chúng tôi muốn hỏi quý vị là khi mà sân si nó có liên quan tới vô minh không? Có liên quan tới tam tế và lục thô vô minh không? Hay nó là cảnh giới của giải thoát, của trí tuệ? Và nó ở giai đoạn nào của tam tế lục thô? Khi chúng ta sống với cái ý. English, please, cô Hằng Tâm. Yeah. So when we are anger, is it a part of ignorance? And how do we understand the principle of the three subtle and the six gross elements? How do we relate to this principle? Ai trả lời được? Chân niệm tường. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, cái đó đương nhiên là đã là vô minh nặng rồi, mà nó lôi qua tới, nó đã tới cái lục thô rồi thưa sư phụ, nó đã pass luôn cái tuy vi tế rồi, nó qua tới cái lục thô nữa, tức là vô minh nặng rồi thưa thầy. Và nó đang ở giai đoạn nào của lục thô? Phân biệt tiếp tục phân biệt. Con thấy chưa, đúng mức bệnh của nó đó. Chấp cứng tạo nghiệp rồi và đang khổ đau. Tức là nó đi trọn vẹn con đường vô minh để nó lãnh một quả báo mà nó không biết. Đó là đã chấp cứng và đang tạo nghiệp. Sân là tạo nghiệp và khổ đau chứ không phải là giải thoát. English. So we must know. Yeah, please. So we must know that anger actually creates karma. And this karma brings about suffering. All of this is caused by attachment. When we are attached to the object of the senses, we become involved with all these sentiments, these feelings. And anger is a very strong feeling, which contributes to creating very serious karma, which brings about suffering. So our real problem right now is attachment.
Vậy thì khi chúng ta sân là chúng ta không còn từ bi. Và không từ bi có nghĩa chúng ta đã ra khỏi nhà Như Lai để bước vào nhà nào? Xin đặt câu hỏi. Tại vì quý vị học cũng giống như gió bay vậy đó, nó không dính gì tới mình hết. Phải chậm lại để biết mình đã lầm từ bao giờ. So when we are angry, we know that we have no compassion. And when we have no compassion, it means that we did not enter the Buddha's house. The Buddha's house symbolizes the greatest compassion. When we are angry, we have no compassion, do not enter the house of the Buddha. And so we must learn to slow down our actions and our intentions. What we are learning, we must slow down, because what we learn right now is just like enjoying a wind which is blowing through. So we slow down in order to understand, to absorb the principles of how to develop compassion to stay in the Buddha's house. Và xin mời trả lời thật ngắn. Không còn ở trong nhà Như Lai thì mình đang ở trong nhà nào? Cái loại nhà nào mình đang ở? So answer very shortly, briefly please. If we do not enter the Buddha's house, where do we stay? Where do we live? What kind of house are we staying in? À, Khánh Trân biết không? Không còn ở ngôi nhà Phật thì mình đang ở nhà nào? Nhà mô Phật Tư Sư Phụ và nhà Luân Hồi. Nhà Luân Hồi Sanh Tử có nghĩa là đang đi vào 6 đường Luân Hồi Sanh Tử. Quý vị nhớ cho điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng học Phật chứ ít khi nào chúng ta nhớ cái nguy hiểm của vô minh lắm, không nhớ. Chúng ta đang đi vào Luân Hồi Sanh Tử, tức là đi trong 6 đường. Sân nặng, sân nhiều, đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sân vừa cũng đang luân hồi sanh tử trong 3 đường lành. Đó, nghe chữ đường lành cái mình an tâm, nhưng đó vẫn đường sanh tử luân hồi. So we must know that if we do not enter the Buddha's house, we do not enter the Buddha's home, where do we go? We go to the 6 realms of samsara. And if our anger is stronger, we go to our 3 levels of evil realms. And if our anger is lighter, softer, lesser, we go into the 3 higher realms. But that means we are still circling over and over again in the 6 realms of samsara. Yeah. Và điều kiện thứ hai là phải mặc áo Như Lai. Chúng ta xem mình có đang thường mặc áo Phật hay không, hay là có một cái câu nhắc nhở mà chúng ta thường quên. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. So the second condition, we must be clad in Buddha's robe. Let us look at ourselves and think about what kind of robe we're wearing. Are we wearing the Buddha's robe, or are we wearing other robes? Just like the saying, we go with the Buddha, we wear Buddha's robe. We go with devils, we wear paper robes, devil's robes. So think about it. À, áo giấy này là dùng để cúng cho người chết á, người chết mặc áo giấy. À, vậy thì áo Như Lai bằng loại gì? À, cũng xin mời quý vị trả lời để xem mình có đang mặc không. Nhiều khi không có mặc cái gì hết á, đang thoát y mà không biết, không mặc áo Như Lai. As we mentioned, if our anger is very strong, that means we are wearing paper robes. Paper robes are robes offered to deceased people who are dead.
So are we wearing paper robes or are we wearing the Buddha's robe? Let's look at ourselves and think. Mời phát biểu. Chắc chưa bao giờ suy tư tới điều này. You probably have never thought about this, but now please think. Think about this concept of what kind of robe we are wearing. À, cô Khánh Phước đang giơ tay, mời cô. Áo Như Lai bằng loại hàng nào? Dạ mô Phật, thưa thầy. Áo Như Lai là áo nhu và nhẫn nhục. À, nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải hòa nhu, nhu là hòa, là hòa, hòa hợp với tăng chúng. Và nhẫn nhục là mình phải nhẫn, dù gì bị đi nữa mình cũng phải nhẫn nhục. À, phải chịu phải chịu đựng ha, nghiến răng chịu đựng phải không? Dạ quên hết, không có bà, không không có chấp trên nói với ai hết. Nhẫn nhục chưa chưa chắc. À, cái loại hàng cô nói nó chưa được chính xác lắm á, biết là dụng công nó còn sơ sài lắm. English please, cô Hằng Tâm. Well, one idea is that when we wear the Buddha's robe, it means that we have to really nourish the characteristic of humility and patience. And according to Cô Khánh Phước, humility and patience means we have to learn to live in the Sangha with harmony, and with other people, we have to learn to be very patient and to back off and always feel inferior to others. So never, never try to compete with others. Mời Khánh Như. Con thật kính bạch thầy, áo Như Lai là như hòa nhẫn nhục, nhưng mà không có gì nhẫn nhục gì, nó không thật thì nó không có gì là nhẫn nhục. Ô Phật, cái gì không thật? Những cái mà mình chịu nhẫn, chịu nhẫn chịu nhục đó là nó không thật, tại vì nó là duyên hộ. Các pháp không thật. Dạ yeah. Mời cô Hằng Tâm. Yeah. So according to the nun, humility and patience are very, very important. However, we can bear this because all dharmas by nature are empty. They are just a conglomerate of all the conditions. So they are by nature empty. So actually, we become patient, but we don't have to be patient, because if we think further than the concept of being patient, that is all dharmas. Everything is by character, by nature, emptiness. Nhu hòa. Nhu là mềm mại. Và hòa có nghĩa là không có chống đối, không có tranh luận, không có đấu tranh, không chống đối, không đấu tranh, là nhu hòa. Và cái hòa đó chính là lục hòa của Phật. Ý hòa, miệng hòa, thân cũng hòa. Ý mình không cho cái ý mình là đệ nhất. À, miệng hòa, nói nhẹ nhàng, nói biết nhường, chứ không phải cái lời mình cũng là chân lý tối thượng để mọi người phải y giáo phụng hành. Và trong cái trao đổi nhiều tư tưởng đó, không có nghĩa là đổ vỡ. Vì mình thấy các pháp không thật, ý mình cũng là một pháp không thật. Thấy được điều căn bản đó thì mình mới mặc được cái áo Như Lai. Còn không mình dễ mất cái áo này lắm. Mình không muốn mặc, tại vì mình chấp cứng, mình không có mềm mại. Và cái căn bản chính là chỗ mà gọi là nhẫn nhục này nè, là vô sanh,
vô sanh pháp nhẫn. Thấy các pháp không thật, duyên hợp để có thôi. Cho nên để ứng dụng được cái chân lý của Đức Phật trong cuộc sống, con người mình nó có nhiều thay đổi lắm. So, what is humility? Humility means being soft. What is patience? Patience means no war, no fighting, no struggle. So actually, we need to be soft and non-struggle in our ideas, our thinking, our actions, and our words. All our actions, our words, our intentions must be based on the principles of humility and patience. And actually, this leads us to the principles of the six harmonies that the Buddha has taught us. And you must understand that the basic principle is nothing is real. All are created by conditions. All dharmas are created by conditions. They are there and they are not there because they change, they keep changing. Thưa đại chúng, vậy chúng ta không mặc được áo Như Lai vì hoàn cảnh hay vì mình. Xin xác định một điều căn bản đó trước khi qua cái điều kiện thứ ba. Vì hoàn cảnh, gặp những người làm cho mình phải nổi cơn, sân si, bực bội vì trái ý mình hoàn toàn tại người chung quanh thôi. Hay là vì mình? Vì mình chỗ nào? Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Con nhìn ra đó là vì and mình. And we know now we must understand and we must ask ourselves. When we are anger, is it due to conditions or is it due to our own self? Is it due to others who cause us to be angry or is it because of ourselves? What's going on within ourselves? So we must think of two areas, others or ourselves. Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Con nhìn ra là vì mình, vì con muốn như vậy, cho nên là con muốn, con biết, cho nên con phải buông, đừng có chấp, đừng có giữ, không thôi thì con sẽ đau khổ. Thành ra từ khi con biết buông, cái con hạnh phúc. Dạ, mô Phật. English. Dear Master, I see through this is because me, my admin, myself, who want it, and that causing my suffering. So I learn to let go. Ever since I know how to let go, I have peaceful mind. Thank you. Quý vị có ai có ý kiến khác không? Mình sở dĩ mà tu mà không có áo Như Lai, không mặc được là vì sao? Xin mời chân thường tịnh. We must think about wearing the Buddha's robe. Now we are practicing the Buddha's teachings, but we cannot put on ourselves the Buddha's robe. Why? Mô Phật, thưa Thầy, con nhận thấy là khi con không mặc được áo Như Lai là vì chính con chứ không phải ngoại cảnh, nhưng mà con để cho con chạy theo cảnh bên ngoài mà quên mất cái chân tâm Phật tánh của con. Yes, English. Dear Master, I've realized that the reason that I'm not able to wear the Buddha's robe. And that's because I allowed the external phenomena I allow myself to attach to the external phenomena. Và điều kiện thứ ba để nhận được và sống được với tri kiến Phật là phải ngồi tòa Như Lai, là nhất thiết pháp không, là phải thấy tất cả pháp đều là tánh không.
The third condition for us, in order to acquire the Buddha's knowledge, is sitting in the Buddha's throne. What does that mean? Sitting in the Buddha's throne indicates that the nature of all dharmas is empty. So we must understand the principle of emptiness in all dharmas. Thưa đại chúng, trong ba điều kiện này, điều kiện nào là căn bản nhất? Thiếu điều kiện đó sẽ không bao giờ có được ba điều kiện tốt đẹp để nhận được tri kiến Phật. So among these three conditions, which one is the most important? Which one, without it, we will never be able to attain Buddha knowledge. À, ở đây đại chúng giơ tay để xác định rằng điều kiện thứ ba, ngồi tòa Như Lai là điều kiện quan trọng nhất. Có nghĩa là phải thấy tất cả pháp không, thấy tất cả pháp là duyên hợp và tánh không, luôn luôn phải an trú nơi cái tánh không này mới thành tựu được tất cả. So the third condition is the most important. Sitting in the Buddha's throne, we must recognize that all conditions are unreal, all conditions are empty. All dharma of conditions. And if we do not understand this principle, then we can never include the other two in order to acquire the Buddha knowledge. Chúng ta vừa ôn lại bài cũ để bước vào cái chỗ quan trọng của ngày hôm nay. Giải thích tại sao cái bảo tháp lại vọt lên lơ lửng giữa hư không có nghĩa là gì? So today we are learning the principle, the condition number three, which means sitting in the Buddha's throne. So why is the stupa of seven jewels sprung up from the underground under the earth and stayed in mid-air in the empty space? What does it mean? What does it signify? Mời đại chúng phát biểu. Cái tháp này có thể không lơ lửng được hay không? Không lơ lửng được giữa hư không được không? Nó nằm dưới đất cho nó chắc chắn được không? Mời quý vị phát biểu. Please state your opinion. The stupa sprung up from underground and stays in mid-air. Why does it stay underground? It will be firmer underground. Why does it spring up and abode in mid-air? Please speak your opinion. Dâm mô Phật, thưa Thầy, khi mà dưới đất thì nó giống như tượng trưng cho cái sự gọi là bám chặt, bám víu. Còn nếu mà lên trên mid-air, không, trong không trung, nó tức là đi vào cái chỗ không, không có gì bám hết. Thì cái đó mới chính là cái điểm mà chúng ta phải đạt tới. Yes, good. English, please. Mô Phật, I would think it's just like if you, it is as whatever stay on the ground is present for something you attach to. But if it's in the air, that means that you have nothing to cling on. Như vậy, chúng ta muốn tháp đa bảo hiện lên, tháp đa bảo của chính mình hiện lên, thì chúng ta phải làm sao? So in order to make our own stupa of the abundant treasures to spring up from underground and stay in mid-air, how should we conduct our life? What should we do? Dạ, mô Phật, kính bạch Thầy. Con phải học được trí tuệ bát nhã và hiểu được tánh không và luôn luôn
thực hành tam vô để đi trên cái con đường trở về ngôi nhà Như Lai được bình yên. English. Dear Master, to maintain my ngồi tòa Như Lai, sitting in the Buddha throne, that I must maintain my emptiness and fully awareness of the three no abiding, no vô trụ, vô niệm, no mind, and no attach. To maintain my emptiness. No, vô tướng nữa. Yeah. Vô tướng là no. No form. No form. Mm-hmm. Yeah. Yes. I must maintain all this to keep my mind in the prana wisdom. Tất cả những cái hình tượng có tính cách giống như huyền thoại ở trong Kinh Pháp Hoa đều là những sự dụng công rất là thiết thực. Hình ảnh nó đẹp như vậy đó, nhưng mà là một sự dụng công. Thank you. Please. All images in the Lotus Sutras are symbolic. They are beautiful and they symbolize how we practice, how we learn to apply a Buddha's teaching in our practical living. Khi chúng ta không dính mắc với sáu trần thì chính là thấy được cái gốc của chính mình, có nghĩa là tri kiến Phật của mình đang có mặt nếu chúng ta không dính mắc. Còn nếu chúng ta dính mắc là chúng ta đã theo vọng tưởng, đã đi vào luân hồi sanh tử rồi. When we become attached to the sense objects, that means we create illusions for ourselves and we are entering the cycle of birth and death. Cho nên việc không dính mắc với sáu trần chính là lúc Phật đa bảo của chính mình sẽ xuất hiện. So when we are not attached to the six sense objects, that means we create the environment for our own Buddha abundant treasures to appear. À, và xin hỏi đại chúng, Phật đa bảo nghe nói của mình á, vậy có đặc tính lơ lửng giữa hư không không? Rồi có đặc tính từ dưới đất vọt lên, và có đặc tính cũng đầy đủ những cái báu vật, có hay không? Nếu của mình có đầy đủ. So our own Buddha abundant treasures. Is our own Buddha abundant treasures have the three complete conditions? Number one, springing up from underground. Number two, staying hung in mid-air. And number three, are made of the seven jewels. Chúng ta lần lượt tìm hiểu ba đặc tính của Phật Đa Bảo. We must now gradually find out, do we have the three characteristics of the Buddha abundant treasures? Phật Đa Bảo tượng trưng cho cái gì? Là câu hỏi thứ nhất. The first question is, what does Buddha abundant treasure symbolize? Phật Đa Bảo tượng trưng cho pháp thân, cho tri kiến Phật của chính mỗi chúng sanh. The Buddha abundant treasures actually symbolizes our own Dharma body, our own Buddha knowledge within us. Vậy, xin đặt một câu hỏi. Vậy, pháp thân của chúng ta
tri kiến Phật của chúng ta có bình đẳng, không khác với Phật. Được như vậy chưa? Let us ask if our own Dharma body, our own Buddha abundant treasures, is it equal to the abundant treasures, the Dharma body of a Buddha? Nếu ai nghĩ là đã không khác, xin giơ tay lên. If you think that it is not different, please raise your hand. À, nếu không khác, vậy đó là phước đức và mình có trân quý để giữ gìn không? Hay là chúng ta lại vứt nó đi để luân hồi sinh tử? So if we realize that our abundant treasure Buddha, our Dharma body, is equal to the Dharma body, the abundant treasure of a real Buddha, are we treasure it? Are we value it? Are we putting good value to this treasure? Or are we sacrificing it? Then we must enter the six realms of samsara again. Điều thứ hai, chúng ta sẽ biết cái tháp đó là chỉ cho cái gì? Cái tháp của Phật Đa Bảo đó chỉ cho cái gì? Secondly, what is the meaning of the stupa? Xin mời quý vị trả lời bằng tay của mình. Tháp của Phật Đa Bảo đâu? So please answer, where is the stupa of the Buddha abundant treasures? À, có hai người là chỉ được trúng địa điểm, còn một người còn đếm ở trên ngón tay là biết cả cây trúng. À, hỏi tháp Phật Đa Bảo ở đâu? Cây ngồi đếm ở trên ngón tay thì thấy đếm là biết cả cây đúng. Trả lời lệch rồi. Tháp Phật Đa Bảo ngay đây, ngay thân của chúng ta. So where is the stupa of the Buddha abundant treasures? It is right within our body. It is within us. Khi chúng ta mê, chúng ta tạo nghiệp tham sân si, thì cái thân này là thân tứ đại vô thường, luân hồi sinh tử. When we live in illusion, we live with this body, which is the body of the four elements, and it goes through the cycle of birth and death. Và nếu chúng ta ngộ, chúng tôi sẽ đặt vấn đề ngộ cái gì nha. Nếu chúng ta ngộ thì ngay cái thân này có pháp thân thanh tịnh. And if we are enlightened, then immediately our body is pure, our mind is pure, we have the pure body and mind. Khi chúng ta mê, thân này là thân thất đại, gồm đất, nước, gió, lửa và không kiến thức bảy đại. When we live in illusion, we are the body of the seven elements, the four elements and the others such as space, seeing and consciousness, and we have no Buddha knowledge. À, không. À, trong đó có không ở trong đó nữa nha. Và kiến, kiến là cái thấy biết của sáu căn, nhưng bên cạnh là có thức, thức là phân biệt. Vậy khi chúng ta phân biệt mà chấp cứng á, thì chính là chúng ta đang có cái thân thất đại của chúng sanh, luân hồi sanh tử. And when we dạ con chưa nghe rõ, con xin lỗi ạ. Dạ, cô cứ nói con tới đâu. Tới đâu cô chưa nghe dạ, rõ. Cái kiến thức ấy. À, không. Dạ câu là kiến. Thưa cô, kiến á là cái thấy biết của sáu căn. Thí dụ mắt biết thấy, tai biết nghe.
Cái biết đó gọi là năng kiến. À, năng kiến. So when we have the knowledge of the six senses, and this is called the sense knowledge, knowledge which is made up of senses, the six senses. Còn thức là qua phân biệt, mình cho là đúng là sai, là hiểu như thế này thế khác. And the second part is thức, which means the distinction, the discrimination, right or wrong. And we have different reaction because of this discrimination. Vậy một cái gốc rất là quan trọng là ngộ thì ngay đây là pháp thân. Vậy ngộ cái gì mà được một cái điều quá tuyệt vời như vậy? Xin đại chúng tư duy để mình đừng bỏ qua cơ hội. So when we become enlightened, we realize that our body is actually the Dharma body. So please state your opinion on this matter. On this matter, we will take this chance in order to learn. We should not waste this opportunity. Dạ mô Phật, thưa thầy, con nghĩ ngộ đó là cái biết ra là mình có một cái chân tâm, là cái biết. Và cái biết nói đó một cái thôi, cái gì là quan trọng nhất thôi. English. Mô Phật, dear Master, I would think that is the knowing of what you have, what is deep in your mind. That is the knowing the nature of yourself, the know of everything. Chúng tôi còn hỏi vài người giờ này như Huyền chuẩn bị nha, trên niệm tường trước. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, mình ngộ ra cái thân á. Cái thân là quan trọng, thân tâm cảnh là không có thật, nó do duyên hợp, tánh không. Rồi cái ngộ thứ hai là mình ngộ một cái duy nhất, cái nào quan trọng nhất? Dạ, theo con á, thì con nhận ra là trong cái thân quyển hóa này con có một cái pháp thân bất sanh bất diệt. Dù là trong cái thân tạm bợ này, không thật này, tánh không này, có một cái bất sanh bất diệt thanh tịnh. Nó hiển lộ lúc nào? Nó hiển lộ bất cứ lúc nào, nó đã sẵn có từ lâu. English. I realized that within these seven elements that I do have the true mind, the real Dharma body that always there, inherent there. Never born, never die. Always pure and unborn. Mời Như Huyền. Dạ. À, không biết là đó thiền viện vô ưu nghe con không? À, không nghe là có còn thái nghe độ rồi. Không nghe là có thái độ rồi. Im ru là nghe. Dạ, à, con ngộ ra một cái là Phật đã bảo của con là đang có ở trong con nè, đang có ở trong con, là hiện quả là sáu căn, cho con có cái tánh biết. Vậy có khi nào trong cuộc sống mà Như Huyền nhớ điều này không? Những điều mình nói là những điều mình phải thực hành. Dạ có, con có thực hành, nhưng mà đôi khi con làng quàng á. Dạ. English. Dạ. Yeah. English please. I recognize my old abundant treasure Buddha in this body manifested to six senses. And the master asked me that in your real life
Do you have a some time that that you forget about that? I said, yes, I practice. But it's some time is I forgot. À, chúng tôi xin kết thúc buổi học này bằng hình ảnh của một vị tướng tài giỏi mà sẽ được vua ban tặng cho viên ngọc ở trong búi tóc của nhà vua. Viên ngọc đó rất là quý cho nên nhà vua thường để ở trong búi tóc. So I'd like to conclude the lesson today by telling the story of the king awarding the jewel, the gem, wish fulfilling gem, to the general who won many wars. Actually, the gem was really valued, highly valued by the king, and he often stored it, hid it in his hair, on the bun of his hair, upon right on top of his head. Hạt châu ở trong búi tóc nhà vua cũng tượng trưng cho tri kiến Phật của tất cả chúng ta. So this wish-fulfilling gem hidden in the Buddha's hair is actually the Buddha nature, the Buddha knowledge that is inherent in each one of us. Thật ra, tri kiến Phật của chúng ta không phải do Phật ban tặng, nhưng Đức Phật đã khơi dậy trí tuệ của chúng ta để chính mình nhận được cái viên ngọc châu quý báu, chính là tri kiến Phật của chính mình, giống như được ban tặng vậy thôi, chứ thật ra đó là cái mình sẵn có. Buddha knowledge is actually symbolized by this wish-fulfilling gem, and the Buddha does not give it to us. Actually, it is inherently born within us. We carry it with us. We own it all this time. We do have it within us. Do we know it? Và vị tướng gọi là tài giỏi có nghĩa là như thế nào? Có phải tất cả những vị đi ra trận đều được ban tặng cái viên ngọc quý nhất đó không? Mà phải là người tài giỏi. Mà thế nào là tài giỏi? General, that very talented general which received this gem, is he really talented? How talented is he? What is the meaning of this talent? Xin mời, để biết đâu có người tài giỏi đang ngồi ở đây. And who knows, there may be talented generals among us right now. Mô Phật kính bạch thầy, người tài giỏi có là người phải hàng phục được vọng tâm và an trụ ngay chân tâm. English. The general that the excellent talent, no, cái ông tướng tài giỏi. The excellent person that can be conquered the wrong thoughts, the evil mind, or your false thoughts, and you can be live by your Buddha nature. Ở đây xin chỉ quý vị cách phát biểu. Trước nhất phải nói thí dụ trước, và sau đó mới chỉ ra cái chân lý sâu sắc của thí dụ. Còn vào cái nói vô thẳng á, thành ra nó có được phân nửa thôi. Cô Hằng Tâm, please. So when you state our opinion, first let us give an example, and then we come up with the main idea as a conclusion. That would make it a lot clearer to all. Vậy mời ai có thể nói được vị tướng gọi là tài giỏi là như thế nào? So what is a talented general? Thưa Mô Phật, thưa what thầy, is he like? Thưa thầy, có nghĩ một vị tướng tài giỏi tức là họ ra trận, họ đánh được, dẹp được trận,
bách mà muốn chiến, bách chiến bách thắng, mà muốn dẹp được trận đó đó thì cái vị tướng đó phải có những cái tài như sau. Thứ nhất là không những chỉ biết chỉ huy cái troops, tức là cái quân đội của mình, mà muốn chỉ huy đó là phải có cái sự làm người ta phục, và có cái patience, phải có cái compassion, tức là sự từ bi đối với những người tướng mà bị thua, biết cách điều quân khiển tướng. Nó không phải chỉ biết cách để đánh trận, mà là cả cái sự thâu phục, nhiếp phục được cái tâm ý của những người quân sĩ của mình. Thì cái đó, cái người đó nó phải từ trong ra ngoài có nhiều cái, rất là nhiều khả năng, biết mình và biết người. Thưa Thầy, đó là một vị tướng tài, bách chiến bách thắng. English. Dear Master, I would think from the way how the normal life would present, it was saying about the very the 100 times 100 words 100 winnings general is the one who not only knowing how to dispatch the troops, but he and know how to handle the troops. But the main points inside is he know himself, he know others and his troops, and know how to harmonize them, and with compassion, with the intelligence, and own the qualities of the one who can lead thousand, large troops to win for every world. Dear Master. Vị tướng tài ở thế gian bách chiến bách thắng sẽ được vua ban thưởng, là thí dụ, và ban thưởng một viên ngọc. An all-winning general is a talented general, winning all wars, and he was awarded a wish-fulfilling gem by the Buddha. And that is the talented general who had won all the fighting, all the struggles, the wars. Và vị tướng tài giỏi đó để chỉ cho một người điều tâm mình luôn luôn vượt qua tất cả những tập khí, những thói quen. Tập khí là thói quen của tham sân si. Cho nên chúng ta đối cảnh sẽ không bị cảnh lôi kéo, mà luôn luôn vượt lên, thấy được các pháp tánh không, và mới có thể sống được với chân tâm Phật tánh của mình trong mọi trường hợp. So what is a talented general? The talented general is one who has trained himself. He overcome the habit of three poisons: anger, greed, and ignorance. So when he is faced with a sense object, he can be the master of himself. He can overcome this attachment and maintain his quality of one with Buddha knowledge, one of talented general in all situations, overcoming the habits of three poisons. Và người nhận được tri kiến Phật chính là người không phát sinh phiền não khi đối cảnh, và lỡ có phiền não thì có thể điều phục được phiền não, có nghĩa là điều phục tâm, hàng phục tâm và an trụ tâm nơi tri kiến Phật của mình. So the one that it can overcome the habits of the three poisons, ignorance, anger and greed, is the one who doesn't suffer from stress and suffering. Even when contacted, when coming in contact with the sense objects, he can be in control of himself, so he will not suffer
from the three poisons, and he can control his mind and his body in order to live in peace and happiness. Và xin đặt một câu hỏi quan trọng để kết thúc buổi học. And I want to pose a question before we conclude the lesson today. Khi chúng ta mới tu, chúng ta sẽ có phiền não. Rồi chúng ta điều phục phiền não thì chân tâm chúng ta mới hiện tiền. So when we begin our practice, we learn to control our emotions, our feelings. We learn to overcome the habits, the bad habits, and train our mind so that we can realize our tranquility, our peace, and avoid stress and suffering. Và một người thứ hai sẽ không có phiền não, không cần điều phục phiền não với điều kiện gì? And one who does not need to control his suffering. So what conditions will lead to this situation? Mời Khánh Như. Cô Phật bạch Thầy, người không phiền não và không có điều kiện phiền não là người đó thấy tất cả các pháp đều là tánh không, cho nên người ta không có chấp, thì tâm ta hiện. Cô Phật. One without stress and suffering is one which can control his afflictions. This one must understand that all conditions are not real and all dharmas are empty. He must realize the characteristics of emptiness in all dharmas. Một cách trình bày khác như thế nào? Mời quý vị phát biểu. Một cách trình bày khác mà vượt qua phiền não mà không cần điều phục. So what is another way to overcome afflictions without the need of controlling, training our mind? Tức là chỗ gọi là vô tu mà tu. Tu mà vô tu. That is the concept of cultivation without cultivation. Practice without practice. Nếu quý vị không mạnh dạn thì chúng tôi cũng kết thúc buổi học. Mời. Thưa Mô Phật, thưa Thầy, con nghĩ là không dính mắc. Mình không dính rồi thì đâu có phải làm gì nữa đâu. Rồi, English, cái phần của Từ Hoa Khai. Dear Master, I would think it if you don't have any attachment to the external things around you, then you are free. Không dính mắc có nghĩa là mình sẽ không còn tích cực. Thì để không dính mắc phải không? Tại vì chúng tôi cũng cần triển khai điều đó. Nhiều khi mình đưa tới chỗ dụng công tiêu cực, mình cho rằng nó sẽ không có phiền não. Con đường đó nhiều người đi lắm. Mời. Dạ Mô Phật, kính bạch Thầy, con sẽ thực hành hạnh bố thí sáu căn không dính với sáu trần. English. Dear Master, I am practice my six sense, donate my six sense, do not attach to the six scenery. That's what I do. Thank you. Dạ Mô Phật, kính bạch Thầy. Riêng con á, thì con sẽ làm tất cả mọi việc lành, tất cả mọi chuyện có lợi ích, nhưng không rời tự tánh mà làm. Luôn an trú ngay nơi cái chân tâm đang rõ biết, vẫn làm tất cả, nhưng không khởi tâm động niệm dính mắc với sáu trần. Dạ Mô Phật. English.
I will do everything is benefit for me and others. I will do everything just like before, it benefits. But without no mind, no differentiate. Always stay with the Buddha nature and do everything without ego, no mind. Thánh Trường. Mô Phật chư sư phụ, người mà tu mà vô tư có nghĩa người đó hiểu và thực hành thuần thục câu vì không chướng ngại nên không sợ hãi cho nên xa hẳn điên đảo. English. Dear Master, someone who has practice with no practice is someone who thoroughly understands the sentence in the Great Ultimate Wisdom Heart Sutra, because there are no hindrances, there is no fear, therefore there is no insanity. Someone who understand this means they understand this beyond words, they understand this to be able to practice to a point where there is cultivation with no cultivation. Thank you. Và xin cùng kết thúc buổi học bằng bài kệ là một món quà và cũng là cái con đường, cái chỉ đường, bản đồ chỉ đường cho mình tu. Bài kệ Ma Ni Châu Nhân Bất Thức, xin đọc mà bạn tiếng Việt trước và đọc tiếng Anh. Together. Ngọc Ma Ni người chẳng biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết. Sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Xin đọc tiếng Anh. Khánh Trơn. You have a money drawer, but you don't know that Tathagata store can gather everything. The six magic powers seem to be nothing, but not really void. The round bright ball has a form, but it is formless. Cho nên xin tặng quý vị cái bài kệ này để trong một tuần lễ tới chúng ta dùng công chỗ gọi là sáu ban thần dụng không chẳng không. Xin cô Hằng Tâm dịch để cho tất cả mọi người cùng hiểu. So I would like to offer gatha four lines to you, and please ponder upon these verses in order to join us in the discussion in the next lesson. And this will talk to us, this will talk about the six magic powers that seem to be nothing, but not really a void. We will talk about this in the next lesson. Yeah. Giờ này xin mời quý vị phát biểu trước khi học để xem cái kiến thức của chúng ta sẵn có như thế nào. Sáu ban thần dụng không chẳng không là sao? So let us check to see how advanced are we in our studies. What is the meaning of the six magic powers that seem to be nothing but not really void? What is the meaning of this idea? Phật, thưa thầy, con nghĩ cái câu này nó như là nói về sáu căn của chúng ta, có nhưng mà cũng có thể là không, nhưng mà nó có diệu dụng của nó. Qua cái sáu căn đó, nếu mình chấp nó thì nó sẽ thành có. Mọi việc nó đi qua các sáu căn của mình thì tất cả thành có. Nhưng nếu mà những cái việc đó mà đi qua sáu căn mà chúng ta không chấp thì mọi việc nó sẽ thành không. Nhưng mà không phải là những sáu căn này là không có, mà có để mà chúng ta qua đó có cái diệu dụng
và cái diệu dụng nó được tỏa ra trong tất cả những cái gì, từ cái trưa, tức là cái bảo kho bảo vật của mình đó, là cái Tathagata, là cái Như Lai Tạng của mình, nó sẽ chiếu sáng soi ra để qua các sáu căn là mình có cái dụng đó để làm. English, please. Jamuvat. The six magic powers here represent or symbolize to the six sense of objects that we carry on in from our body here, and through the six sense we contact to the outside external objects, and through that we can see that sometimes it can be true if we hone on that with the objects through like the lens to you, but it could be nothing, it empty. So everything depends on our Tathagata store, which is called the Buddha nature, that the six sense will help us and spread it, the powers to make the things happen in the way the Tathagata store help you or guide you. So if we live with the Tathagata store, then we have a magic powers, and that is wisdom. Và sáu căn của mình sẽ là trí tuệ để thành tựu tất cả mọi việc lành, phục vụ chúng sanh trên đường chúng ta thành Phật, gọi là thành sở tác trí. Cái trí tuệ thành tựu tất cả mọi việc lành. Mời cô Hằng Tâm. Yeah. So our sixth sense, the six magic powers, the six senses, can actually help us accomplish the Buddha knowledge if we know how to really put them to good use, to the correct use. So they become the six magic powers that help us attain the Buddha knowledge. Cho nên nếu sống với chân tâm mà không làm bất cứ việc lành nào thì không thể thành Phật.